Còn đi chơi qua, chào mừng các bạn đã đến với Mèo TV. Ok, hôm nay đã là mùng 4 rồi. Chúc mừng năm mới cả nhà. Thì hôm nay Friday Box của mình đang vô tình rơi vào cái một cái tuần gọi là cái tuần lễ năm mới. Chỉ mới vào mùng 4 thôi mà đã trúng thứ 6 rồi. Thì các bạn đều biết là thường á, dân Việt mình á thì vào cái tuần lễ Tết Nguyên Đán á thì hiếm có ai đi mua đồ vào cái ngày này hết. Tại vì người ta gọi là, mình cũng không biết như thế nào, nhưng mà có một số người nói là không nên. Còn mình thì không quan trọng chuyện đó lắm. Tại vì mình thấy đúng là Tết rồi, cái gì mới phải mới. Tết, ngày Tết là mặc đồ mới không thì ok. Nhưng mà ví dụ trong Tết cũng có những lúc mà chúng ta cần tới cái này cái kia, chả lẽ không bán hoặc là không nhất quyết không đi mua, phải đợi tới qua tuần mới mua. Trời ơi chết, có mấy cái giống như là cần thiết như, đúng không, đúng không, bạn có đồng ý không? Thì những cái đó chả lẽ trong Tết người ta cũng không bán, mình cũng không được mua, phải đợi qua tuần mua, đâu được. Đồ dơ giấy. Đây, hôm nay Friday Box của mình sẽ là cái chuyên mục mua đồ trong Tết. Mình cũng có nhu cầu mua sắm một thêm một số đồ. Biết đâu là cái tuần mà trước Tết người ta bán đồ sale nhiều quá, mình bỏ qua một vài shop hoặc là mình bỏ qua một vài item nó ok hơn thì sao. Tại vì lo mua đồ sale quá mình quên những cái đồ mà shop mới ra vào dịp mừng dịp Tết á. Thì hôm nay mình đã đi một vòng Sài Gòn để xem coi là có cái gì nên mua không. Và một điều mà mình nhận ra đó là mình đi mua đồ này vào ngày mùng 3 Tết thì cực ít shop bán đồ luôn, ít tới đau thương luôn mấy bạn. Trời ơi, tôi đi mà tôi đi muốn giáp dòng cái Sài Gòn luôn. Nhưng mà thế làm sao, với một cái gọi là kinh nghiệm đi mua đồ của tôi nó cực to lớn nên là tôi biết khá nhiều shop. Thì may mắn là có những chỗ nó vẫn còn bán, và những shop đó cũng là những shop nổi tiếng luôn. Thì đây, hôm nay mình đã mua được hai shop, coi như là có bán full Tết luôn, không nghỉ luôn. Trời ơi, bình thường nó bán đắt rồi mà tới Tết còn bán nữa, tiền đâu mà gom cho hết, đúng không mấy bạn? Nhưng mà mình thấy cái này á là am hiểu người dùng á, tại vì biết mấy người đó biết chắc chắn là trong Tết sẽ có nhiều shop người ta đóng cửa nên là bán luôn á. Đôi khi có những người á, nhưng chúng ta là sung túc quá rồi thì Tết mua đồ thêm làm gì, đúng không? Nhưng mà cũng có một số người á thì cái ngày mà trước cận Tết họ vẫn phải đi làm cực lực, không có thời gian đi mua sắm, thì Tết rảnh rỗi ra thì người ta đi mua sắm cũng được. Hoặc là có mấy bạn á chỉ đợi tiền lì xì để đi mua đồ thôi, thì có tiền lì xì để đi mua đồ liền, đúng không? Trước Tết á, lỡ mà giống như là kiểu xài lố quá cái tiền mà sắm đồ Tết á, hết tiền mua đồ Tết thì vô Tết có tiền lì xì là quốc liền. À, tới đây thì mấy bạn được bao nhiêu tiền lì xì rồi, nói mình nghe coi. Mình hả? Trời ơi, tôi đã tạm biệt cái gọi là tiền lì xì từ rất lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ còn có tiền lì xì cho vui của ba mẹ tôi thôi. Ba mẹ, anh chị trong nhà thôi còn hả? À, nói chung là tôi lớn rồi, so với họ hàng thì người ta cũng không lì xì tôi chi nữa. Tôi còn phải đi lì xì ngược lại con cháu hả mà. Ok, không nói dông dài nữa, bây giờ mình sẽ bật mí cho mấy bạn biết hai cái shop mà hiếm hoi mình tìm được trong ngày mùng 3 Tết có mở cửa bán đồ. Cái này, mở ra mình mới nhớ hai shop bán đồ, nhưng mà có một cái tính đặc thù của con gái là đã đi shopping thì không chỉ mua một món, nên là mình mua đồ mà mình còn phải mua thêm phụ kiện thứ nữa, thì mình tặng vào một cái shop nữa mà cái shop đó không chuyên bán đồ nhưng mà bán phụ kiện. Đây, bật mí ngay luôn. Đen đen mochi nè, D-Ray nè, Up the Basic nè. Hôm nay mình lột lần ra ba cái luôn, tại vì cũng không có nhiều lắm. Mua Tết thôi mà, mình đang cần cái gì mình mua đó thôi. Thì Tết này mình đang cần một cái áo cổ lọ màu trắng, tại vì áo cổ lọ của mình rất là nhiều, mình rất thích mặc áo cổ lọ, nhưng mà màu trắng của mình thì mình mặc cũ lắm rồi và mình cần đổi mới, nên là mình biết D-Ray có bán một cái áo cổ lọ cực kỳ cool, nên là mình đã tới ngay mà mua luôn. Đây, cái cổ nó như thế này nè, khi mà mặc vào á, xong rồi lật lên nó sẽ như thế này. Đẹp không? Đẹp không? Nếu mà bạn nhìn không kỹ để mình cho mấy bạn xem nha. Đây, đây là cái áo mà D-Ray mà mình đã mua. Thì cái form của nó mình mua size L, nó có size S và size M đó, nhưng mà mình mua cái size rộng nhất tại vì mình thích mặc rộng. Cái áo này mình có thể bận với một cái quần yếm hoặc là có thể mặc với quần dài như thế này luôn, và phối với váy chân váy học sinh cũng ok luôn. Nói chung là đồ màu trắng trơn thì rất khá là dễ phối, mặc cho nó khô khô lên xíu. Nếu mà bạn lật cái cổ lên thì giống như kiểu một tín đồ của D-Ray vậy. Đây. Đấy, nó có hai kiểu bận như thế. Giá của cái áo này mình sẽ ghi bên dưới nha. Tiếp theo là mình đến một cái shop. Thì sau khi mà mình chạy vòng quận 3, mình chỉ thấy có D-Ray mở thôi, thì mình lại ngược lên quận 1. Thì lúc mà mình ngược lên quận 1 thì mình nhớ có một cái khu ở gần Bitexco là cực nhiều shop luôn, mà là shop nổi tiếng toàn local brand không. Đi vòng vòng khu đó thì mình thấy có vài shop như High Cut rồi Up The Basic thứ đang mở, là mình vào Up The Basic luôn. Tại vì mình cũng đang sắp mấy bữa nữa thì mình có đi chơi ra ngoại ô, hoặc là với lại đi qua nhà bạn mà nhà anh ta có mấy cái kiểu mà hồ bơi, mình muốn chụp hình hồ bơi. Mà dù mình có được tắm rồi nhưng mà mình muốn chụp mấy cái kiểu mà đồ với
cho nó kiểu mà xưng hè một tí á, thì mình tới Urban Basic ngay. Tại vì Urban Basic bán những cái bộ đồ mà nó đơn giản nhưng mà theo cái phong cách Lolita, mà mình cực thích phong cách Lolita luôn, nên là tới Urban Basic mua. Đây, mình có một cái bill của Urban Basic. Thì tổng hóa đơn là 810. Đây là một cái áo crop top mà kiểu Lolita cực kỳ luôn. Mình rất thích cái dạng này luôn. Tại vì mình hơi bự con đó, nên là cũng hơi ngại mặc. Chỉ mặc đi chơi với các chị em, bạn thân thôi. Đây. Mà mình thích màu vàng cực luôn. Thấy cái này là mình mua liền. Mình rất thích đồ màu vàng. Tiên tiên, dễ thương không? Mặc thử nha. Bing. Đúng dễ thương luôn. Cái này thì mình thấy thiếu. Mình phải đeo cái choker gì đó dễ thương ở đây, mà kiểu cute chứ phải là choker quậy nha. Cái quần mình đang bận á thì hơi không có liên quan một tí. Cái nơ ở đây có thể thắt cái vùng eo, muốn nhỏ lại nó cũng được. Cái áo mình đang mặc là size L luôn. Mình muốn mặc cho nó thoải mái, ôm hơn một xíu, nó hơi rộng hơn mình một xíu, nhưng mà không sao, mình muốn mặc thoải mái hơn. Thì cái này có thể bận với một cái quần đùi jean, chân váy jean hoặc là màu trắng cũng được. Cái này mà chụp hình đồ bơi là cực cute luôn, đúng không? Mấy bữa nữa đi hồ bơi tôi sẽ chụp hình cho mấy bạn xem. Nhớ follow Instagram của tôi ở bên dưới này nè, để có thể cập nhật những hình ảnh mà tôi hay bận đồ mà mình mua rồi đi chụp hình lung tung. Tôi thích chụp hình lắm. Bây giờ tới món tiếp theo ở Urban Basic. Đây, một cái áo 2 dây. Nên thì cái áo này thì nó là cái kiểu Lolita. Thường á, người mấy bạn mà ốm thì ốm á, sẽ mua để bận không. Nhưng mà mình mua để bận trồng ở ngoài một cái lớp áo, như là áo trắng trơn. Một là áo cổ lọ, hai là áo cổ tròn có tay thôi. Thì mấy cái áo ở trong thì phải ôm thì ôm nha. Xong rồi bận cái áo này bên ngoài là y chang cái style của Twice luôn. Các bạn biết Twice không? Twice. Đấy, cái áo này là style Red Velvet nè. Còn cái áo này là style Twice. Tiếp theo là một cái món mình cực thích luôn. Mình vô shop thì mình mua liền luôn. Mua liền không cần nghĩ luôn. Biết gì không? Bang bang. Cái đồ cao gót thì vấp vé đã cao to. Cao thật cao. Một con bò sữa, một cái quần bằng nhung lông nha. Lông. Mình rất thích cái kiểu vải này luôn. Mặc rất là dễ thương mà nhìn cái lông của nó rất là đã, sờ thì cũng đã nữa. Đó, bạn biết không, mình có một cái gọi là cái áo. Cái áo mà con bò sữa hồi đó mình mua đồ sida nha. Trời, cực hiếm luôn. Ai cũng hỏi chỗ đó, ai cũng hỏi cái áo đó mua ở đâu hết. Thì bây giờ mình đã kiếm được cái quần cho nó rồi. Tại vì đồ sida nó hơi bị đặc thù á, là nó chỉ có đôi khi là một bộ, nhưng mà nó chỉ có cái áo thôi. Còn cái quần nó lưu lạc ở nước nào mình cũng không biết. Bây giờ mình kiếm được một cái quần khác rồi. Ok, mình mừng ơi là mừng luôn. Nó còn có một cái như vậy mà màu hồng trắng nữa, nhưng mà mình muốn mua để mặc cặp với cái áo nhà, mình mua màu bò sữa luôn. Nếu mà bạn nào hay coi stream hay là hay coi hình của mình sẽ biết mình có cái áo bò sữa đó, dễ thương lắm. Đây, để mình mặc thử cho mấy bạn coi nè, nhìn dễ thương mọi người, đúng cưng luôn á. Trời, mặc vô rất là thích. Mặc dù mình muốn nó dài hơn nữa, nhưng mà tại vì ở The Basic thì style đồ Lolita nên là bán cho mấy bạn nhỏ nhắn người tí. Ủa, còn cái này là cái gì đây? Cái đội đầu hả? Hình như không phải, hay là như vậy. Ý, thì đó là cái áo ống nữa. Mặc cái này hơi sexy luôn à. Áo ống xong một cái quần cùng lắm kiếm một cái áo áo cổ lọ màu trắng ôm mặc bên trong, chứ tôi không mặc cái mặc áo ống không đâu. Thì nào tôi ốm cực ốm đi, tôi sẽ giảm cân, tôi ốm cực ốm, tôi sẽ mặc cái áo ống này không hen. Còn giờ mặc quá không mặc được. Ok, thì đó là chấm dứt những món quần áo mà tôi đã mua nội trong mùng 3 thôi, tại vì quá ít shop mở cửa hôm đó. Sau khi tôi mua xong những cái món đồ mà tôi cần thiết để đi chơi cho mấy mùng sắp tới thì tôi bị lạng, tôi bị gọi như là thu hút á, giống như là mình dư tiền quá mình không biết làm gì á, cái mình bị thu hút qua bên Mochi gần ở The Basic luôn, ở gần Bitexco á, nên là tôi mua vài thứ gọi là dễ thương. Mochi thì bán rất là nhiều thứ dễ thương mà giá cực kỳ học sinh luôn. Đấy, tôi thấy cái này, một cái găng tay hình con báo dễ thương không mấy bạn? Sao bạn có biết Tiara không? Có cái bài Poppy. Nói chung là em soi gương lại đi, đẹp chỗ nào mà so sánh với người ta. Đúng cưng luôn nè. Thiệt ra là mình mang cái này thì mình chỉ mang chơi vậy thôi, chứ mình cũng không có thể mang ra ngoài đường được. Tại vì mang ra ngoài đường thì nó rất là dị, nhưng mà dễ thương mà, đúng không? Dễ thương thì tại sao phải nghĩ nhiều? Không mang ra ngoài đường được thì sao? Ở trong nhà mà thôi đi, nhậm nhà cũng dễ thương mà. Tôi có thể tự luyến được với những cái dễ thương như thế này. Ok, tôi ổn. Ai có chửi tôi khùng hay là tôi rảnh tiền thì tôi don't care. Mình thích là được. Đây, tiếp theo là bao lì xì hình mấy con trên Kakao nè. Tết rồi thì không thể thiếu bao lì xì đúng không? Tôi năm nay làm ra tiền rồi thì hả, phải biết lì xì cho người khác nữa, không nít nữa. Đấy, xong rồi sắp tới tôi còn đi chơi với nhóm bạn. Còn nữa hả, nhóm bạn tôi hay tổ chức lì xì đầu năm lắm, ai cũng lì xì hết trong nhóm thôi, nên là tôi cũng sẽ mua để lì xì. Mà bao lì xì mua ở ngoài thì nhiều lắm và rẻ nữa, nhưng mà tôi thấy cái bao lì xì ở Mochi là dễ thương nên tôi mua luôn. Và sắp mỗi sắp 6 bịch, à mỗi sắp 5 hay 6 gì á mà có 30.000. Còn món cuối cùng mà tôi mua đó, đó là bảo hộ giày để đi mưa. Ủng bảo hộ giày. Đen đen. Đây, dễ
thương không? Cũng màu vàng luôn, mình thích màu vàng quá mà. Đấy, khi mà đêm trời mưa hay là đi vô cái chỗ mới mua xong á mà sợ giày dính xình lầy á thì bọc cái này bên ngoài, chắc tôi sẽ để cái này on quay trong cốp xe luôn để cho không có bị quên. Tại vì á hồi xưa á tôi không có mua đâu, tôi biết cái này từ lâu rồi mà tôi không mua, tại vì tôi không có giày xịn á. Nhưng mà từ khi mà tôi mua mấy cái đôi giày xịn á, nếu bạn nào không biết thì có thể click back ra cái channel của tôi á coi được, coi mấy cái clip gần đây á, sẽ có cái clip mà tôi mua mấy đôi giày mà khá là mắc và tôi khá là thích những đôi đó nên tôi muốn bảo quản một xíu. Sợ đi trời mưa cái nó dơ á, khó chà ra mà nó hư nữa, uổng lắm. Giày 40 mấy rồi, tôi mua lớn hơn size, chân tôi một size, để có gì cái giày mà nó có bự quá thì còn có thể bọc được. Đấy, size này xích XL, size XL thì nó sẽ phù hợp với những chân cỡ 40-41. Thì giày tôi là cỡ 38-39, tôi bọc cái này bên ngoài là hợp lý đúng không? Cái đôi boot mà bọc giày này á, là 75.000, lẻ đúng không? Cũng tầm cỡ cái áo mưa xịn thôi. Rồi, còn cái bao tay này á là 140 nhưng mà đang sale off 50% ở Mochi. Tôi chỉ mua nó với giá 70.000 thôi. Đấy. Còn lì xì này hồi nãy tôi nói rồi, bao lì xì này mỗi bịch á là 30.000, ba bịch là 90. Đấy, thì tổng tiền là bao nhiêu các bạn tính rồi để bên dưới cho mình nha. Mình cảm ơn nhiều luôn. Lời tính lắm thiệt luôn á trời. Tết rồi tính toán cái gì đúng không mấy bạn? Nhưng mà các bạn phải tính nha, tính cho tôi đi. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu bạn nào có ý định muốn mua đồ vào ngày Tết thì có thể xem clip này để biết ở đâu còn bán đồ nha. Thì quận 3 thì tôi chỉ thấy có D-Ray và một số shop lẻ tẻ rất là ít, nhưng mà các bạn có thể ra khu vực gần Bitexco quận 1 ở Nguyễn Huệ, phố đi bộ ấy, thì ở gần khu đó Tôn Thất Thiệp này nọ bán rất nhiều, các shop vẫn mở bán rất nhiều, bán full Tết luôn. Tôn Thất Thiệp rồi Hồ Tùng Mậu thứ, nhớ nha, đi ra đó mua đồ còn đủ hết, bán rất là sầm uất. Ngày nào tôi cũng thấy người ta đi ra đường hoa là người ta đi mua sắm nó rất là nhiều luôn, không phải ngại gì hết, không phải ngại cái chuyện mà Tết không được đi mua đồ. Tôi đi mua đồ bình thường, người ta bán đồ bình thường cho mình không sao hết. Nhưng mà nhớ giá Tết gửi xe 10.000 một xe lận ở quận 1 đó, nhớ kỹ chuẩn bị tiền gửi xe nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình, nhớ like subscribe cho Mel TV nha. Sayonara, chúc mừng năm mới.